Mình giải Rubik nhanh như vậy mà sao hồi bữa tiếng hạng 2 trời? Ủa phá sao cứ ngồi ở đây nữa? Anh Vinh đang tổ chức cuộc thi giải Rubik phần 2 đó. Vậy hả? Vậy hả? Đi nè. Chào mọi người đó với kênh của mình. Chào bạn. Như đã hứa trong video đánh bắt cá trên sông đó, thì team mình có nói sẽ tổ chức thêm một cuộc thi giải Rubik lần 2 nha. Nhưng mà lần này khác nha, là Rubik biến thể. Chính xác. Anh cho mấy em 2 ngày ở nhà luyện tập tới đâu rồi? Ổn rồi anh ơi. Tất cả các loại Rubik trên bàn bọn mình đều giải được hết. Quá hay luôn. Vậy thì mình cũng yên tâm rồi. Bởi vì nếu mình đã làm ra cái video giải Rubik lần sau thì nó phải đỉnh hơn lần trước. Cho nên lần này mấy em trong vòng 40 giây vượt qua được vòng 1 thì phải giải xong 6 mặt của cục Rubik 3x3. Oh no. Oh no. No 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 no. Mình không phải dần chơi Rubik, mình phá hên xui thôi nha các bạn. Đó. Đây, ai hên thì giải dễ, ai xui thì giải khó thôi. Rồi, tứ lung tung rồi nè. Rồi, một hộp. Rồi rồi rồi, sắp xong rồi đây nè. Xong. Rồi mấy em đứng dậy ra ngoài này đi. Ừ. Cuộc thi này sẽ chia làm 2 lần. Mỗi lần là 5 bạn, bởi vì mình chỉ có 5 cục Rubik 3x3 thôi. 5 bạn nào thi đầu tiên? Em. Rồi vô ghế ngồi đi. Ừ. Vô ghế ngồi, cấp tốc lên, cấp tốc lên. Rồi, tiếp theo là tới quá trình chọn Rubik nha. 5 cục này mình phá tan nát hết rồi đây. Mời Thành Ngáo chọn cục nào chứ? Em chọn cục này. Đây. Em chọn cục này. Cục nào cũng như cục nhau này. Thôi, cục nào cũng thì như nhau này. Thôi. Hổm trà đâu luyện Rubik biến thể không à, không có chơi Rubik 3x3. Bây giờ anh Vinh kêu giải 6 mặt cho 40 giây không biết giải kịp không nữa. Hey, mới có 10 năm không chơi Rubik à. Bây giờ cầm lại thấy nó lạ gì đâu á. Lần trước mình rớt vòng 1 là do cái cổ tay mình đau. Lần này mình sẽ vượt qua, nếu không vượt qua mình rời khỏi team Tony luôn. Cuộc thi giải Rubik 3x3 6 mặt trong vòng 40 giây xin được phép bắt đầu. Mới đây thời gian nó trôi qua 3 giây đó, bạn thấy lẹ không? Đã lẹ đó nha. Đã lẹ đó đi. Đã lẹ đi cái hồ ơi. Ừ, dạ thí sinh nào xây xong 6 mặt Rubik thì sẽ trình cục Rubik của mình ở trên cái bàn này nha mọi người. 15 giây rồi. 15 giây rồi đó. Lẹ rồi. Rồi. Lẹ đó, lẹ đó, lẹ đó, lẹ đó. Tổ chủ nhiệt tình lên. 26 giây rồi các bạn ơi. 29 giây luôn rồi. Lẹ quá. Rồi. Điểm Hương xong đầu tiên. 35 giây rồi. 35 giây rồi. 37 giây rồi. 38 giây. Ok. Rồi. Vừa kẹp 40 giây luôn nha các bạn. Quá hên luôn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra coi các bạn ở đây có thỏa mãn 6 mặt của cục Rubik 3x3 hay không nha. À, cục này là ok rồi nè. Một cục nè. Ủa? Ủa cái cục này của ai vậy? Của em. Trời ơi cái cục này xây chưa xong 6 mặt nữa nộp anh làm gì? Hay nộp chiên chút quá, em thấy vậy em nộp luôn cho nó vui đó mà. Trời ơi gặp thứ dữ nữa rồi. Ờ gớt nghe trái hùng cầm đi. Rồi. Ờ à, đằng đây cục này của ai vậy? Tiểu Phương nè. 6 mặt đầy đủ nè nha các bạn. Cục này cũng 6 mặt luôn. Cục này của Thành Ngáo nè, 6 mặt luôn. Rồi, qua vòng 1 thì chỉ có một mình bạn Hùng mà rớt thôi. 4 thí sinh còn lại đã đậu. Yeah! 5 thí sinh còn lại bước vô ghế ngồi đi. Dạ. Rồi. Rồi, anh mời mấy em ở đây phá nát mấy cục Rubik này cho anh nha. Dạ. Nát luôn đi. Nhớ không? Dạ. Đây, mình sẽ nhờ những cái bạn thi ở vòng 1 phá Rubik rồi sau đó sẽ chuyển đến tay của các thí sinh đang ngồi trên ghế nha. Phá nát hả luôn cho anh, nát hả luôn cho. Nè, rồi nè. Quay quay rồi, ngáo rồi. Phá nè. Ừ. Đó, phá tanh bạnh luôn các bạn ơi. Phá tan nát luôn đi. Chú Dương nữa. Rồi. Xong rồi. Rồi, rồi. Đi vô đưa cho mấy bạn đi. Nè đại. Cảm ơn nha. Nè tiền. Cảm ơn chị Thảo. Thánh thần ơi, cậu có biết nó gói nè. Kiểu này thua luôn rồi. Hổm gài mà nó nhà luyện tập dữ lắm các bạn ơi. Tất cả là chờ đến ngày hôm nay. Lâu lắm rồi mình chưa chơi lại cục 3x3 nữa. Hồi hộp quá các bạn ơi. Gán lên cậu ơi. Lượt thi thứ hai 40 giây bắt đầu. Đúng rồi con. Lý cơ phát này nó quay dữ lắm các bạn ơi. Lạ lắm bác ơi. Á tiên kìa, quay á tiên nó quay cái gì kìa. Trời ơi con mẹ quay kìa rồi luôn rồi. Mình thấy tình hình chắc á tiên rớt rồi đó các bạn ơi. Đã lẹ ở đây 20 giây rồi nha. 20 giây. Vũ Thanh xong rồi. Vũ Thanh xong đầu tiên. 30 giây rồi. 30 giây rồi. Ai không? Ai không? Rồi. Ok. Ai đợi? 34 giây rồi. 35 giây rồi. 37 giây. 38 giây. 39 giây. 40 rồi. 40 giây hết rồi nha.
Ở trên bàn có 4 cục Rubik, bây giờ mình sẽ kiểm tra nha. 6 mặt đủ rồi nè, 1 cục. 6 mặt luôn nha, 2 cục. 6 mặt, 3 cục. Đây, ok hết. Còn cái cục này là của Á Tiên. Thì Á Tiên rớt. Trải qua 2 vòng thi thì chúng ta có 2 thí sinh bị loại. 1 là Văn Hùng, 2 là Á Tiên. Còn lại 8 thí sinh thì lọt vô vòng trong. Vậy yeah. Mình chơi đối kháng đúng không anh? Chính xác. Vòng thứ 2 này sẽ là vòng đối kháng. Thì ở vòng này mấy đứa sẽ bốc thăm. Thì hai bạn trùng phiếu bốc thăm sẽ thi đấu với nhau. Đây, thăm mình đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn luôn nè các bạn ơi. Lửa nào vậy ta? Rồi, lửa nào? Lửa cái này đi. Em chọn cái này. Anh chọn cái này nè. Cái nào vậy ta? Mở ra, mở ra. Lấy cái này đi. Rồi, chọn xong rồi, mở ra. Mình sẽ kêu. Mình đánh giấy nè các bạn ơi. Mình 3x3 nào. Ai 3x3 vậy? 3x3 nè. Hả? Sao lúc nào bốc thăm cũng chỉ thằng Phát hết vậy? Tưởng gì đấu với anh Đại. Em chấp. Em chơi khối 5x5 luôn. Cưng giỏi á thì chơi cục hình thoi này nè. Hít thì treo. Anh ơi ngầu dữ vậy trời. Anh Vinh bắt đầu thi luôn đi. Ok. Rồi. Bạn nào muốn thi đấu trước? Em chưa. Rồi hai đứa cưng là cái gì đây? Skill B. Skill B. Rồi mời hai thí sinh vô trong này ngồi đây. Vô nè Phương. Đây. Mình sẽ lấy Skill B nha các bạn. Đây chính là hai cục Skill B đây nè. Đó. Bây giờ mình sẽ ngồi ở đây phá cho nó tan tành hết. Nó công bằng. Đây. Trời cái cục này sao. Trời ơi. Hả? Anh làm nhẹ tay thôi. Coi chừng gãy bọn em hết chơi luôn đó. Cố lên nghe Ngọc. Gắng lên Ngọc ơi. Đúng rồi đó. Em sẽ cố gắng hết sức. Lần trước cưng hạng nhất mà bây giờ cũng thua Ngọc là nhục lắm nha Phương. Em biết rồi. Hai cục Skill B. Mình đã phá tan tành nó luôn rồi đây. Bây giờ là phát cho hai thí sinh. Rồi. Để Phương. Một cục. Đây là cục của anh Ngọc. Rồi. Chuẩn bị nè. Ở cuộc thi đối kháng này á, mình không có quan trọng về thời gian, mà thí sinh nào chiến thắng thì sẽ được vào vòng chung kết. 1 2 bắt đầu. Trong khi A Ngọc vẫn còn lộng cộng. Trời ơi, mình thua rồi. Chút xíu hả bạn ơi. A Ngọc chậm hơn Tiểu Phương 3 giây. Đây chính là hai cục Rubik của hai bạn. Đó các bạn nhìn đây, hai cục đều đã hoàn thành xong 6 mặt hết rồi nha. Rồi. Thì Tiểu Phương vô vòng chung kết. A Ngọc rớt. Thí sinh nào tiếp theo vô đó đây? Em. Rồi, A Đại đây. Ngồi. Đi Tiểu Phát đầu vô đây coi. Cố lên nha Đại, cố lên nha. Rồi, cắt hai này đi. A Đại sẽ chơi cục 3x3. Một cục nè, cục của A Đại nha. Rồi còn đây là cục của Lý Tiểu Phát. Trời ơi cục này nổi phá không mà thấy còn khó rồi đó. Sao biết chơi trời. Thôi rồi, cô Lý Tiểu Phát đó. Chuẩn bị nè. Một, hai, bắt đầu. Cái cục Rubik của Lý Tiểu Phát á, nó khó gấp đâu có chục lần của kênh đó. Kéo lại. Em đây. Cô là nhục nữa Đại ơi. Em biết rồi. Đại này đóng phim đóng gian gồ được. Em lên đi lên thôi. Rồi cho bỏ lại ngồi. Không nghe em nghe vô nghe đừng giỡn. Lên em ơi. Lên đi lên. Lên đi lên. Thôi mà anh xây hoài không được sáu mặt. Không biết sao nãy lọt qua được vòng loại không biết. Vậy là vòng này là Tiểu Phát đã giành được chiến thắng. Quay cái cục hình thoi 4x4 này không phải đơn giản đâu nha mọi người. Đây sáu mặt đây cho các bạn coi nè. Đấy Lý Tiểu Phát vô vòng chung kết. Đi giữ xe luôn đi. Tiếp theo đây Vũ Thành với ai? Với Tiểu Dương. Cục 4x4. 4x4 chuẩn bị đi cho anh. Đây hai cục 4x4. Đây cục này Tiểu Phương phá giùm anh đi. Dạ, phá tan nát luôn nè. Dạ, phá tơi bởi tan nát luôn nè. Rồi,
Sao lúc phá Rubik mặt chị An gì dạo? Tao tính gần rồi đó mà mày nói là tao phá thêm nữa nè. Này, gieo nhân nào gặt quả đó nha chị Thảo. Trận chiến đối kháng thứ ba, Vũ Thành VS với Tiểu Dương Rubik 4x4. Bắt đầu. Vũ Thành này quay nhanh nè. Anh tin tưởng đó. Cổ Vũ ở sau lưng là chỉ là cổ Vũ thôi. Không có chỉ bài nha. Ngồi phía sau cổ Vũ thôi. Dương này quay dữ nè. Dương sắp xong rồi nha. Tôi giải đi Thành ơi, giải đi. Dương xong 3 tầng rồi kìa, gần xong hết luôn rồi đó. Thành cổ hai góc nha anh Vinh ơi. Hai góc hả? Xây gì đâu nhìn trong bà. Rồi đó, gần xong rồi. Mình từ từ thôi, không phải gấp đâu. Xong rồi nè. Xong rồi đẹp. Xong rồi. Thành quá đẳng cấp các bạn ơi. Đây chính là hai thành phẩm của hai thí sinh. Vũ Thành cục phía bên tay phải của mình nè, 6 mặt đã hoàn thành rồi nha. Còn cục của Tiểu Dương thì mới xong có 3 tầng thôi. Các bạn nhìn thấy không? Đó, chia buồn với Tiểu Dương. Rớt Vũ Thành vào vòng chung kết. Rồi, mời chị Thảo và Thành Ngáo vô cặp thí sinh đối kháng cuối cùng. Rồi, sao cô biết lên luôn. Đây, mấy cục này khó phá dữ ta. Áo nhiều vô. Chị Thảo, chị tới công chuyện với em rồi. Thôi sao vậy được rồi, sao nhiều cũng vậy à. Nha. Dòng thi xây Rubik hình tam giác. Quát vô. Không nghĩ tới là Thành Ngáo chỉ xây khoảng mấy giây ta, mười mấy giây chứ gì hả? Dạ. Sao cũng hết 6 mặt luôn. Mà anh muốn hỏi là cái cục này nó dễ hay là sao? Nó rất là dễ luôn anh Vinh ơi. Dễ, nói với cục mà 3x3 cái nào dễ hơn? Cái này dễ hơn nhiều. Rồi, xin chia buồn chị Thảo. Ủa, chị Thảo cũng làm xong luôn nè các bạn. Mà trễ hơn Thành Ngáo khoảng mấy giây? Chừng 5 giây à. Thằng ơi, chừng 5 giây thua phải rồi cưng ơi. Rồi, Thành Ngáo vô vòng chung kết. Trên tay của mình đang cầm 4 lá phiếu bốc thăm. Mấy em bốc trúng thăm nào sẽ giải cục Rubik thăm đó, được chưa? Được. Rồi bốc thăm em đi. Em cho. Em bỏ em cho. Rồi, Vũ Thanh bốc được gì ạ? Dạ xì kêu bi. Kêu bi. Lan lan là cục nào trời? Lan lan cục của Tiêu Vân là cục này nè. Cục này dễ lâu lắm, kiểu này tiêu Thành rồi. Ngáo, cục gì đó? 4x4x4 cục này dễ nè các bạn ơi. Đây cục của Thành Ngáo. Còn mình dạ. Thì có 5x5. Đây, Tiểu Phát nè. Rồi mời các thí sinh đi lại, các bạn ngồi đây. Thì đây trong cái vòng chung kết này mình sẽ phân ra các loại giải. Giải 1 là được 1 triệu, giải 2 là 500 ngàn, và giải 3 là 300 ngàn. Hạng 4 là không có thưởng nha. Dạ. Chuẩn bị nè. Gắn mình nha anh. Ừ. 1. Gắn mình Phương. 2. Bắt đầu. Đi đi. Tranh thủ anh đi. Nói chung là trong lúc mà tất cả các thí sinh giải á, mình luôn luôn phải đặt rất là nhiều camera để tránh hiện tượng là thí sinh gian lận. Đấy, bạn ơi. Ôi, cục này dễ lắm luôn anh. Nhanh lên. Nhanh lên Phương. Lên nhau rồi. Không lắm. Không mà kìa, nhanh lên nhau rồi. Phương xanh. Nhanh lên Phương ơi. Hay gọi tới Phương đó. Rồi, hay rồi anh ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Cục này dễ hơn lý kiểu phát nhiều lắm á nha. Dạ. Nhanh đi, gần xong rồi kìa. Gắn lên Phương. Che xong. Xong rồi nè. Hạng nhất chẳng qua là bởi vì Vũ Thanh bốc thăm hơn trúng cái cục Scooby nó dễ thôi. Đủ sáng mặt rồi nè các bạn ơi. Nhanh lên nhau. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên nhau ơi. Phát sắp xong rồi nè, phát sắp xong rồi nè. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi xong rồi.
Trẻ Phương hạng bét. Trời ơi, Phương này gà quá Phương ơi, cầm đi. Còn đây là cục của Lý Tiểu Phát, 5x5 đã hoàn thành xong 6 mặt rồi đây. Còn cục của em 4x4 của A Ngáo cũng hoàn thành xong rồi. Skillby. Skillby thì nó dễ rồi, chẳng qua Vũ Thanh thì may mắn thôi. Dạ. Cầm đi. Rồi, hạng nhất đâu? Dạ đây. Rồi. Hạng nhất sung dữ ha, cầm dạ. Đây, tèn cầm. Hạng nhì. Hạng nhì Lý Tiểu Phát. À, Lý Tiểu Phát 500 ngàn. Hạng 3 anh em Trinh ơi. Dạ cảm ơn Trinh. Còn chờ nữa không bấm đăng ký, bấm like, bấm chuông ủng hộ kênh mình đi nha. Hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Bye bye. Ôi, con dạ, con dạ. Cái sạc gặn em ơi, quá bự luôn. Đâu rồi nha. Trả. Coi coi chừng nó xảy nghe, từ từ thôi, từ từ thôi. Rồi, rồi. Rồi. Công nhận hên thiệt. Rồi. Đó, dính được một con cá sạc gặn nha bạn. Để vô sờ liền nghe. Quá trời hên luôn. Bỏ vô. Bỏ lên em ơi, dở lên. Dở lên đi nghe.